Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nắng nóng kéo dài khiến nhiều người không muốn ra đường. Lượng người lưu thông trên các tuyến phố của thủ đô rất thưa thớt. Ghi nhận của khán giả Quỳnh Anh có số điện thoại 0168 3 số cuối 856 vào trưa ngày 5 tháng 6. Giữa những ngày miền Bắc nắng nóng kỷ lục, công ty dệt may trên địa bàn thôn Bễ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương tiến hành đốt chất thải, tra tấn người dân. Phản ánh của người dân thôn Bễ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được huy động đến dập lửa tại hai cơ sở kinh doanh lốp xe ô tô tại làng Lốp Xe thuộc huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Hoàng Oanh từ số điện thoại 0978 3 số cuối 471. Trước ngày khai mạc Festival Biển, tuyến đường biển đẹp nhất Nha Trang, Khánh Hòa lại trong tình trạng ngập tràn rác thải, gây phản cảm cho du khách. Phản ánh của khán giả Vân Hằng trú tại Nha Trang, Khánh Hòa. Gặp gỡ người nông dân đầu tiên trồng thành công giống hoa trang màu tím phớt lạ mắt ở làng hoa Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp. Chia sẻ của khán giả Minh Quân có số điện thoại 0985 3 số cuối 569. Chuyển sang nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 6, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nắng nhiều và có nền nhiệt cao. Mức nhiệt có phần giảm nhẹ khoảng 1 độ so với đỉnh điểm nắng nóng trong 2 ngày cuối tuần. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội thì vẫn giữ ở mức 40-41 độ, có nơi thì trên 41 độ. Độ ẩm thấp là dưới 50%, không khí oi bức bao trùm khắp nơi. Nắng nóng nên người nhà đã tìm cách tránh nắng và cũng vì thế mà dù là ngày đầu tuần nhưng đường phố thủ đô lại vắng vẻ lạ thường. Ghi nhận của khán giả Quỳnh Anh có số điện thoại 0168 3 số cuối 856 vào trưa ngày 5 tháng 6. Những hình ảnh được khán giả Quỳnh Anh ghi lại vào khoảng 1 giờ trưa ngày 5 tháng 6 trên đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đường phố khá thưa thớt người qua lại. Các phương tiện di chuyển trên đường chủ yếu là xe ô tô. Hiếm lắm mới thấy một vài chiếc xe máy chạy qua và người ngồi trên xe thì luôn trong tình trạng trùng kín từ đầu đến chân. Vỉa hè dù có cây cối rậm mát hơn nhưng vẫn không một bóng người. Bình nước uống miễn phí, vì thế cũng lâm vào cảnh ế ẩm. Có thể nhận ra mặt đường cũng tỏa nhiệt do tích tụ hơi nóng suốt nhiều ngày qua. Thế một ngày thì có hết một bình này không ạ? Cũng lúc hết lúc không em ạ. Tại vì là đây hai nữa lại còn có công trường nữa, là có những công nhân người ta đi qua thì là nhiều khi người ta không kịp về, người ta lấy nước thì người ta xin mình. Thì mình để cho người ta lấy nước người ta uống thôi. Đường phố vắng bóng người nhưng các cửa hàng giải khát lại rất đắt khách. Cửa hàng kem Tràng Tiền, thứ quà vặt nổi tiếng của thủ đô cũng không phải ngoại lệ. Theo ghi nhận của khán giả Trịnh Thu Hương có số điện thoại 0969 3 số cuối 963 thì các nhân viên tại đây đã phải làm việc hết công suất thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu của thực khách. Cái nóng kỷ lục khiến nhiều người dân thủ đô tìm về món ăn truyền thống là kem Tràng Tiền để giải nhiệt. Để mua kem, khách hàng phải xếp hàng chờ đến lượt như thời bao cấp. Rồi lại chọn cho riêng mình một góc nhỏ để nhâm nhi thứ hương vị ngọt ngào, giản dị từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều người.
Vào những giờ cao điểm như chiều và tối, những nhân viên phục vụ phải hoạt động hết công sức mới có thể phục vụ cho nhu cầu của khách. Ngoài những loại kem truyền thống, kem Tràng Tiền cũng đã có thêm một số loại khác như kem tươi, kem ốc quế. Vì vậy, kem que vẫn là loại được nhiều người lựa chọn hơn cả. Tại Khánh Hòa, nắng nóng tuy không gay gắt như ở thủ đô và các tỉnh miền Bắc, nhưng tại nhiều nơi nhiệt độ đã lên tới 37 độ. Giữa cái nắng như thiêu như đốt của vùng mênh mông cát trắng Cam Ranh, thì tại các công trình xây dựng, do đặc thù công việc nên nhiều công nhân lao động vẫn phơi mình giữa nắng nóng để làm việc. Đây là những hình ảnh được khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại là 0914 3 số cuối 904 ghi lại vào lúc 13:30 phút trưa ngày 4 tháng 6 tại khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh. Giữa cái nắng như đổ lửa, không một bóng cây thì hàng trăm công nhân vẫn cần mẫn làm việc. Ai nấy cũng trùm kín từ đầu đến chân nhưng vẫn cảm thấy bỏng rát. Trời nắng nóng cộng với điều kiện làm việc trên độ cao là thách thức lớn với các công nhân. Theo anh Hội cho biết thì trước điều kiện thời tiết không thuận lợi, dễ gây ra cảm nắng thì người công nhân làm việc ngoài trời cần trang bị thêm quần áo bảo hộ, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Thưa quý vị, nhiều năm nay người dân thôn Bễ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương thường xuyên phải hứng chịu ô nhiễm xuất phát từ công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Quang Lan đóng tại địa bàn. Trong đó thì hoạt động gây nhiều bức xúc nhất là việc công ty này đốt chất thải ở bãi đất trống phía sau khiến khói lan tỏa khắp vùng. Và đặc biệt là trong những ngày miền Bắc đang nắng kỷ lục như hiện nay, công ty này vẫn tra tấn người dân bằng khói và mùi khét. Những hình ảnh này được người dân thôn Bễ ghi lại vào ngày 3 tháng 6 vừa qua. Miền Bắc đang trong những ngày nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ ban ngày lên tới trên 40 độ C. Thế nhưng, công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Quang Lan vẫn tiến hành đốt chất thải tại một bãi đất lộ thiên. Đám cháy lan ra các bụi cỏ, khiến khói bốc cao, tỏa ra nghi ngút. Kèm theo đó là mùi khét lan khắp vùng. Bầu không khí đã ói bức, càng trở nên ngột ngạt, bí bách. Người dân thôn Bễ cho biết là cái nóng hầm hập phả ra từ công trình, đường xá kết hợp với khói và mùi khét từ quá trình đốt vải khiến họ không thở nổi. Khổ nhất là các em nhỏ, người già vì ra đường thì nắng nóng bỏng rát mà ở trong nhà thì như bị hút khói. Sát bên cạnh công ty dệt may là chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Kiên Cường. Trên văn bản giấy tờ đăng ký sản xuất thì công ty này có chức năng lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác. Nhưng thực tế thì công ty này lại sản xuất thức ăn chăn nuôi và cụ thể là cám gia cầm. Quá trình sản xuất này tạo ra mùi và chất thải gây ô nhiễm cho người dân. Thưa quý vị, trên đây là những phản ánh mà Góc Nhìn khán giả nhận được từ người dân thôn Bễ. Để có cái nhìn đa chiều về vấn đề này thì chúng tôi sẽ liên hệ với Ủy ban Nhân dân thị trấn Lai Cách và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đề nghị xác minh và sớm xử lý. Thông tin phản hồi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong những chương trình tiếp theo. Sáng sớm ngày 5 tháng 6, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực tái chế lốp xe cũ ở xóm 2, thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường để dập lửa. Và theo ghi nhận của khán giả Nguyễn Thị Hoàng Oanh, có số điện thoại 0978 3 số cuối 471 thì thiệt hại trong vụ cháy này lên đến gần 1 tỷ đồng. Vào khoảng 6:30 sáng ngày 5 tháng 6, người dân khu vực phát hiện khói lửa bốc lên tại bãi chứa lốp xe cũ của gia đình ông Huỳnh Hồng Thu ở khóm 2, thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, liền chi hô dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực này chứa toàn nguyên liệu dễ cháy, nên lửa nhanh chóng lan sang bãi chứa lốp xe kế bên của ông Huỳnh Tấn Hoàng, anh trai ông Thu. Dù được người dân hỗ trợ dập lửa, nhưng công tác chữa cháy tại chỗ bất thành, phải cầu cứu cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi khẩn cấp điều động 10 xe chữa cháy
cùng khoảng 300 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Khán giả Hoàng Anh cho biết thêm là nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chủ cơ sở tái chế lốp xe đã đốt lá hun khói để đuổi muỗi từ chiều hôm trước và bất cẩn gây ra vụ cháy này. Được biết, khu vực xảy ra vụ cháy được ví gọi là làng lốp xe của huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, vì tại đây có hơn 100 hộ hành nghề mua và tái chế các sản phẩm từ lốp xe ô tô cũ. Thưa quý vị, xin được chuyển sang một số phản ánh về vấn đề an toàn giao thông. Từ thành phố Hồ Chí Minh, khán giả Lê Kế Vương có số điện thoại 0979 3 số cuối 907 có cho biết là cả 3 người trong một gia đình đã gặp nạn khi đang lưu thông trên đường Võ Chí Công, quận 9, trong đó có một người rất nguy kịch khi xảy ra va chạm với một xe tải. Vào khoảng 19 giờ ngày 4 tháng 6, xe máy mang biển số 67N5-2336 do một đàn ông khoảng 35 tuổi điều khiển chở theo vợ và con gái nhỏ khoảng 1 tuổi lưu thông trên đường Võ Chí Công hướng từ quận 2 về quận 9. Khi tới khu dân cư Khang Điền thuộc phường Phú Hữu, quận 9, người này cho xe máy băng qua đường. Đúng lúc này, xe tải biển số 54V5007 chạy với tốc độ cao trên đường Võ Chí Công lao tới, không kịp xử lý đã tông trúng. Va chạm làm chiếc xe máy cùng 3 người lọt dưới gầm, bị xe tải ủi đi hơn 10 mét và chỉ dừng lại khi tông trúng một cột mốc bê tông bên đường. Tai nạn khiến cả 3 người ngồi trên xe máy bị thương nặng, nhanh chóng được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu, còn tài xế xe tải đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Cũng trong tối mùng 4 tháng 6, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Bình Dương. Cụ thể, khán giả Hoài An từ số điện thoại 0168 3 số cuối 572 cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy mang biển kiểm soát 66B123665 do hai nam thanh niên chở nhau lưu thông theo hướng từ Đồng Nai về Bình Dương. Khi xe vừa qua khỏi ngã tư Miếu Ông Cụ, đường tỉnh 743 thuộc địa bàn phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 60M35201 do một nam thanh niên điều khiển chở phía sau một người phụ nữ. Vụ tai nạn khiến cả 4 người trên 2 xe máy bị thương nặng và được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngoài việc phải sống chung với mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác rộng 6,2 hectare từ nhiều năm nay, thì khoảng 4 ngày trở lại đây, người dân tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ăn không ngon, ngủ không yên vì ruồi. Theo phản ánh của khán giả Hoàng Mai Anh có số điện thoại 0986 3 số cuối 469 thì ruồi xuất hiện khắp nơi, bao vây tất cả đồ đạc trong nhà khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Dọc theo tuyến đường tỉnh 922 đoạn qua xã Đông Thắng, trong vòng bán kính 1 km đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên cả ngày lẫn đêm. Nguyên nhân xuất phát từ bãi rác rộng 6,2 hectare được mở ra gần đó. Cứ khoảng 17 giờ chiều mỗi ngày, ba lò đốt rác lại hoạt động, thải khói mù mịt cho đến sáng, gây cản trở tầm nhìn của các phương tiện giao thông. Người dân chỉ còn cách đóng cửa rất sớm để giảm bớt khói bay vào nhà. Chưa kể, vào mùa mưa, mùi hôi thối bốc lên nhiều hơn, thậm chí nước bẩn từ rác cũng trôi ra kênh rạch, gây ảnh hưởng đến việc sản xuất, nuôi trồng của người dân. Okay.
Đặc biệt những ngày gần đây, ruồi xuất hiện một cách bất thường, bầu đầy thức ăn, đi uống nước, đồ dùng của người dân, khiến cuộc sống, sức khỏe, sinh hoạt của người dân đều bị ảnh hưởng. Khán giả Mai Anh cho biết thêm, nguyên nhân khiến ruồi phát sinh là do đây là thời điểm giao mùa, ruồi đang trong thời kỳ sinh sản. Và trước thực trạng trên thì chính quyền địa phương đã phun thuốc diệt ruồi liên tiếp 3 ngày ở toàn bãi rác và các khu vực lân cận. Tuy nhiên nhiều hộ dân đã không cho đoàn vệ sinh dịch tễ phun thuốc trong nhà vì họ lo sợ loại thuốc này không an toàn. Và huyện chính quyền địa phương sẽ tuyên truyền cho người dân hiểu về loại thuốc diệt ruồi và tiếp tục phun thuốc trên diện rộng. Khán giả Mai Anh cũng cho biết thêm là ban đầu thì bãi rác tại đây chỉ thiết kế riêng cho huyện Cờ Đỏ, rộng khoảng 1,2 ha. Nhưng hiện nay đã mở rộng ra thêm 5 ha nữa để tập kết rác của các quận huyện Thới Lai, Phong Điền, Vĩnh Thạnh và một phần của quận Cái Răng. Và trong thời gian tới thì chính quyền dự kiến sẽ thu hồi khoảng 3,5 ha đất để trồng cây tạo khoảng xanh, cách ly bãi rác với khu dân cư. Được biết bãi rác này sẽ tiếp nhận rác đến năm 2018, sau đó sẽ chuyển về bãi rác mới sắp hoàn thành ở huyện Thới Lai với công suất và công nghệ xử lý rác hiện đại hơn. Thưa quý vị, từ Khánh Hòa, khán giả Vân Hằng trú tại Nha Trang cho biết là trước ngày khai mạc Festival Biển Nha Trang, rất đông du khách đã đổ về thành phố biển xinh đẹp. Tuy nhiên, thời điểm này, tuyến đường biển Phạm Văn Đồng cũng là tuyến đường biển đẹp nhất Nha Trang thì lại ngập tràn rác thải, gây phản cảm cho người dân và du khách. Những hình ảnh được ghi nhận vào ngày 4 tháng 6, đường Phạm Văn Đồng đoạn từ Bãi Tiên ra quốc lộ 1A là đoạn đường có rất nhiều người dân và du khách qua lại để tham quan, ngắm cảnh vịnh Nha Trang từ trên cao. Thế nhưng, rác ngập tràn khắp nơi, thậm chí tràn cả ra lòng đường. Ngoài rác thải sinh hoạt thì nơi đây còn có thêm cả phế thải xây dựng. Ngày khai mạc Festival Biển Nha Trang đã cận kề, chị Hằng rất mong thành phố Nha Trang nên khẩn trương cho tiến hành thu dọn số rác thải để không tạo ấn tượng xấu trong mắt du khách. Thời gian gần đây, người trồng hoa của làng hoa Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp đã trồng thành công giống hoa trang hay còn gọi là mẫu đơn có màu mới là màu phớt tím. Do màu sắc bắt mắt lên loại này rất được thị trường ưa chuộng. Và sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với người nông dân đầu tiên trồng thành công giống hoa có màu sắc mới lạ, độc đáo này qua clip do khán giả Minh Quân có số điện thoại 0985 bao số cuối 569 đã gửi tới chia sẻ cùng với chương trình. Ông Cao Văn Hai, trú tại khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, là một trong những người tiên phong trồng hoa trang phớt tím ở làng hoa nổi tiếng này. Ông Hai cho biết, giống hoa trang màu phớt tím được nhập về từ Thái Lan, cây trồng khoảng 8 tháng mới có thể bán. Đặc biệt, cây rất kén phân nên rất khó trồng. Bón không đúng chủng loại, cây sẽ ngả màu vàng, rụng lá và không ra hoa. Đừng bị cái ngắn đã ngả. Ừ, người ta biết đại gia chứ. Nếu giá vậy thì trồng bội này bán là lợi nhuận khoảng nhiêu? Mình cũng không có ấy. Do vậy, hiện tại chỉ có vài hộ trồng thành công loại hoa này. Lợi nhuận thì nó cũng không... Cái màu sắc đẹp, thiệt đẹp. Nhưng bù lại, hoa trang màu phớt tím có bông lớn, màu sắc khá bắt mắt và lâu tàn hơn so với loại thông thường nên rất được thị trường ưa chuộng. Theo khán giả Minh Quân được biết thì hiện tại loài hoa này đang được bán với giá khá cao, dao động từ 50 đến 60 nghìn đồng một chậu, gấp 2 đến 3 lần so với những loại hoa trang thông thường. Anh Quân còn được ông Hai cho biết là vụ hoa vừa rồi ông đã cho ra thị trường hơn 1.000 giỏ nhưng không đủ bán và hiện tại ông đã nhân giống được hơn 5.000 cây con để bán theo đơn đặt hàng của các thương lái.
Còn bây giờ trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Ngày 5 tháng 6, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nắng nhiều và có nền nhiệt cao. Mức nhiệt có phần giảm nhẹ khoảng 1 độ so với đỉnh điểm nắng nóng trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội vẫn giữ ở mức 40-41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Nắng nóng nên người người nhà nhà tìm cách tránh nắng. Cũng vì thế mà đường phố thủ đô trở nên vắng vẻ lạ thường. Ghi nhận của khán giả Quỳnh Anh có số điện thoại 0168 3 số cuối 856. Để giải nhiệt trong cái nóng kỷ lục, nhiều người dân thủ đô tìm về món ăn truyền thống là kem Tràng Tiền. Vào những giờ cao điểm như chiều và tối, những nhân viên phục vụ phải hoạt động hết công suất mới có thể phục vụ được nhu cầu của khách. Chia sẻ của khán giả Trịnh Thu Hương từ số điện thoại 0969 3 số cuối 963. Nhiều năm nay, người dân thôn Bễ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương thường xuyên phải hứng chịu ô nhiễm xuất phát từ công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Quang Lan đóng trên địa bàn. Trong đó, hoạt động gây nhiều bức xúc nhất là việc công ty này đốt chất thải ở bãi đất trống phía sau khiến khói lan tỏa khắp vùng. Phản ánh của người dân thôn Bễ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Vào sáng sớm ngày 5 tháng 6, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực tái chế lốp xe cũ ở xóm 2 thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Sau 4 giờ nỗ lực, gần 300 cán bộ chiến sĩ mới khống chế được đám cháy. Vụ hỏa hoạn tuy không gây thương vong về người, nhưng thiệt hại lên đến gần 1 tỷ đồng. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Hoàng Oanh từ số điện thoại 0978 3 số cuối 471. Vào khoảng 19 giờ ngày 4 tháng 6, một đàn ông khoảng 35 tuổi điều khiển xe máy chở theo vợ và con gái khoảng 1 tuổi lưu thông trên đường Võ Chí Công hướng từ quận 2 về quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang sang đường tại khu dân cư Khang Điền, quận 9 thì xảy ra va chạm với một xe tải lưu thông với tốc độ cao khiến 3 người trên xe máy phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Phản ánh của khán giả Lê Kế Vương từ số điện thoại 0979 3 số cuối 907. Ngoài việc phải sống chung với mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác rộng 6 hectare từ nhiều năm nay, thì khoảng 4 ngày trở lại đây, người dân tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ ăn không ngon, ngủ không yên vì ruồi. Ruồi xuất hiện khắp nơi, đậu đầy vào đồ dùng của người dân, khiến cuộc sống, sức khỏe, sinh hoạt của họ đều bị ảnh hưởng. Phản ánh của khán giả Hoàng Mai Anh từ số điện thoại 0986 3 số cuối 469. Trước ngày khai mạc Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa, rất đông du khách đã đổ về thành phố biển xinh đẹp này. Tuy nhiên, những ngày qua, tuyến đường biển Phạm Văn Đồng được coi là tuyến đường biển đẹp nhất Nha Trang lại ngập tràn rác thải, gây phản cảm cho người dân và du khách. Phản ánh của khán giả Vân Hằng, trú tại Nha Trang Khánh Hòa. Thời gian gần đây, ở làng hoa Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp đã trồng thành công giống hoa trang có màu mới, đó là hoa trang màu phớt tím. Hiện tại chỉ có một vài hộ trồng, nhưng bù lại, hoa trang màu phớt tím có bông lớn, màu sắc khá bắt mắt và lâu tàn hơn so với trang bình thường nên rất được thị trường ưa chuộng. Chia sẻ của khán giả Minh Quân có số điện thoại 0985 3 số cuối 569. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD9 hoặc một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Và giải thưởng này sẽ được chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin và hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.